Chiến thắng Bố Lá, tác giả Bảo Định. Bố Lá là một ấp thuộc quận Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm trên con đường nối liền giữa tỉnh lỵ Bình Dương và quận Phú Giáo. Vào một ngày cuối tháng 7 năm 1973, quân Cộng sản Bắc Việt tung trung đoàn 165 ra thiết lập một hệ thống kiền chốt dài lối 500 mét trên con đường này, đã cắt đứt sự lưu thông từ thị xã đi Phú Giáo. Ngoài hệ thống kiền chốt đặt trên đường, chúng bố trí hai tiểu đoàn bên trong khu rừng rậm hướng đông và khu rừng chồi hướng tây. Vào thời điểm này, tình hình chiến sự khắp bốn vùng chiến thuật tương đối yên tĩnh. Các đơn vị tổng trừ bị dù và thủy quân lục chiến rảnh rỗi. Có thể nói đây là điểm nóng nhất lúc bấy giờ. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu có ý định đưa lực lượng dù đến nhổ chốt. Nhưng Trung tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 3 kiêm vùng 3 chiến thuật đã trình với Tổng thống xin để cho ông sử dụng đơn vị cơ hữu giải quyết. Tổng thống kỳ hạn cho ông trong 15 ngày phải thanh toán cho xong, nếu không lực lượng dù sẽ nhảy vào. Sư đoàn 18 bộ binh của chuẩn tướng Lê Minh Đảo được lệnh mở cuộc hành quân giải tỏa và Trung đoàn 52 bộ binh của Đại tá Ngô Kỳ Dũng là lực lượng chính. Thời gian đã đi qua 7 ngày, nhưng quân bạn vẫn chưa có tiến triển nào đáng khích lệ kể từ ngày vào cuộc. Lúc đó, tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 của tôi đang hoạt động hành quân vùng Bầu Hàm, Bầu Cá, thì được lệnh tăng phái cho trung đoàn 52 bộ binh. Ngày N, vào sáng sớm, tiểu đoàn được đoàn xe quân vận đưa vào vùng chiến trận. Đơn vị đổ quân xa lối cây số, di chuyển vào, thay chiến tuyến tiểu đoàn 1 trung đoàn 52 của thiếu tá Cam Phú. Đây là tuyến đối đầu với tuyến giặc. Quân của hai bên mặt đối mặt có thể thấy nhau, do đó việc thay tuyến mà không để cho đối phương biết là chuyện rất khó. Lúc vào vùng, đơn vị tôi được tăng cường hai trung đội biệt kích của tiểu đoàn 1 và 3. Kể từ khi tướng Đảo về làm tư lệnh, ông cho thành lập ngoài bảng cấp số, mỗi tiểu đoàn một trung đội có tên gọi là biệt kích, có quân số trên dưới 40 người, được gửi ra trung tâm huấn luyện biệt động quân ở Dục Mỹ, học về tác chiến rừng núi sình lầy và nhảy toán. Khi mới vào vùng, tướng tư lệnh kỳ hạn cho tôi là trong thời gian 5 ngày, tôi phải thanh toán xong mục tiêu. Tôi không hứa hẹn mà chỉ nói cố gắng. Ngày N qua đi, tôi chỉ mới thay quân xong và làm quen với chiến trường. Ngày N cộng 1, tôi được tăng cường một chi đoàn thiết kỵ M113 và hai chi đội M48. Trong ngày này, tôi chỉ thị các đại đội mở những cuộc tấn công cấp tiểu đội trên toàn tuyến để thăm dò địch tình. Ngày N cộng 2, tôi chỉ chừa lại một đại đội ở tuyến đối đầu, có hai chi đội M48 trợ lực. Toàn bộ tiểu đoàn cùng chi đoàn M113, tôi mở cuộc tấn công lên hướng Bắc, băng qua khu ruộng thấp, tiến sát khu rừng chồi, phía tây con đường, nơi giặc đóng chốt. Ta và địch đánh nhau suốt ngày, và quân bạn bám được rìa của khu rừng chồi, thanh toán nhiều ổ kháng cự của giặc. Ngày N cộng 3, ta với giặc đánh nhau suốt ngày, giành giật nhau từng tấc đất, tiêu diệt nhiều ổ kháng cự, bắt tay được với quân bạn từ hướng Bắc đánh xuống, ta đã làm chủ được toàn khu rừng chồi. Những tên giặc còn sống sót tìm cách chạy về hướng đông. Trong lúc toàn bộ lực lượng của đơn vị tấn công khu rừng chồi, đại đội ở phía đông con đường với sự trợ lực của hai chi đội chiến xa vẫn mở những cuộc tấn công giả vào tuyến giặc. Ngày N cộng 4, kỳ hạn cuối cùng mà tướng tư lệnh cho lệnh phải thanh toán, bây giờ là lúc tôi phải tiêu diệt dãy kiền chốt cuối cùng trên một đoạn đường dài, ở trên một thế đường dốc, có chiếc xe be màu vàng mà tôi gọi là điểm vàng. Chúng bố trí trong những căn hầm rất kiên cố, mỗi hầm có lối 5 tên xiềng lại với nhau bằng dây điện thoại trung cộng. Từ sáng sớm, chiến đấu cơ dội bom và pháo binh thay nhau đánh vào mục tiêu. Đến giờ G, giờ tấn công, tôi yêu cầu vị trung úy chi đoàn trưởng cho dàn hàng ngang 20 chiếc M113, lính bộ binh theo sau bánh xe xích. Nếu xe nào bị bắn cháy, binh sĩ nào bị thương vong, cứ để tại chỗ, sẽ có toán đi sau lo. Ngoài ra tất cả vừa tác xạ vừa tiến, xong tới mục tiêu. Pháo binh vẫn tiếp tục pháo và chuyển xạ dần về hướng đông. Hai chi đội M48 cùng tác xạ vào mục tiêu và chuyển xạ dần về hướng đông.
đại đội sát với tuyến giặc ở hướng đông tiếp tục mở những cuộc tấn công giả. Giặc không ngờ rằng quân bạn táo bạo như vậy, sau một giờ tấn công, những chiếc M113 đã tràn lên mục tiêu, đậu trên nóc hầm, cà lui cà tới. Bộ binh dùng lựu đạn ném vào hầm, có 10 hầm, mỗi hầm đối 5 tên đều bị tiêu diệt. Có những tên sống sót, vọt chạy vào khu rừng hướng đông thì bị pháo binh và pháo của M48 bắn hạ. Lối 5 giờ chiều, tôi đã đứng ngay trên điểm nóng nhất, gọi máy báo cáo tư lệnh rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Không lâu sau đó, đại tá trung đoàn trưởng của ban tham mưu đã đi xe ra gặp tôi ngay điểm mà trước đó vài tiếng là chốt giặc. Sau này, trong một lần dùng cơm với đại tá Lê Xuân Hiếu, trung đoàn trưởng 43 bộ binh của tôi, ông tâm sự. Ông tướng đã ăn gian cậu 2 ngày, vì còn 2 ngày nữa mới hết hạn 15 ngày. Tiếp theo là chiến thắng Thái Hưng, cũng của Bảo Định Nguyễn Hữu Chế. Thái Hưng là một xã công giáo di cư, đồng bào miền Bắc từ hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên phải rời bỏ quê cha đất tổ, di cư vào Nam tìm tự do sau Hiệp định Đình Chiến Geneva năm 1954, được chính phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm đưa về đây tái định cư. Nhờ ruộng đất màu mỡ, tôm cá đầy sông, chẳng mấy chốc, người dân đã có cuộc sống sung túc, có của ăn của để hơn hẳn hồi còn ở quê nhà. Nhưng quê hương ta luôn luôn vẫn đẹp hơn cả, lòng hoài vọng cố hương thể hiện qua việc đặt tên cho xã. Đồng bào đã lấy hai chữ đầu của chữ Thái Hưng và Hưng Yên ghép tên thành Thái Hưng. Vào một đêm mùa hè năm 1974, trong lúc dân làng đang sống hạnh phúc yên lành, thì cộng quân với chiến thuật cố hữu là tiền pháo hậu xung, chúng nã đạn pháo đủ loại, từ súng cối 61 ly, 82 ly, đến các loại pháo tầm xa 120 ly, 130 ly và hỏa tiễn 122 ly lên đầu người dân vô tội. Sau các đợt pháo tàn bạo là cuộc tiến quân bằng quân bộ chiến, các đơn vị của Trung đoàn 165 thuộc Sư đoàn 7 Cộng sản Bắc Việt đã tấn công vào xã mà chúng coi như là một cứ điểm quân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiểu đoàn địa phương quân tỉnh Biên Hòa với nhiệm vụ an ninh lãnh thổ trước một đối thủ hùng hậu và quân số áp đảo bị dồn về cố thủ một góc ở đầu xã, dựa lưng vào mé sông để bảo toàn lực lượng. Lúc này tiểu đoàn 2 trung đoàn 43 của tôi đang hoạt động hành quân vùng Tân Uyên thuộc Biên Hòa và Bình Cơ, Bình Mỹ thuộc Bình Dương, được lệnh cấp tốc mở cuộc hành quân giải tỏa. Đơn vị được giao nhiệm vụ làm nỗ lực chính, vượt sông Đồng Nai, đánh chính diện vào mục tiêu. Đoàn quân xa đưa tiểu đoàn đến bến đò xã Đại An, bờ nam sông Đồng Nai, bên kia sông là xã Thái Hưng thuộc quận Công Thanh, tỉnh Biên Hòa, hiện đang bị cộng quân chiếm cứ. Đơn vị Cộng sản Bắc Việt là Trung đoàn 165, là đơn vị tôi đã từng gặp trong trận Bố Lá thuộc tỉnh Bình Dương vào hồi tháng 8 năm 1973. Lần đó chúng lập hệ thống kiền chốt khá kiên cố trên con đường lưu thông giữa thị xã Phú Cường và quận Phú Giáo. Nhưng sau 5 ngày giao tranh, đơn vị tôi đã nhổ hết chốt, phá hệ thống kiền của chúng, gây cho chúng thiệt hại đáng kể và đánh đuổi bọn chúng vào tận rừng sâu. Lần này lại gặp chúng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Quân đoàn cung cấp cho đơn vị 15 chiếc xuồng đổ bộ, mỗi chiếc chở được một tiểu đội. Như vậy mỗi đợt có thể vượt sông cả một đại đội. Lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, tôi cho 3 chiếc xuồng chở trung đội đầu tiên vượt sông với nhiệm vụ lập đầu cầu cho cuộc vượt sông toàn đơn vị. Bên kia sông là nơi tiểu đoàn địa phương quân đang co cụm. Khi những chiếc xuồng qua được nửa dòng sông, sắp tiến vào bờ để đổ bộ, thì nhiều loạt súng AK-47, B-40, B-41 và đại liên của giặc đồng loạt nổ, nhắm vào 3 chiếc xuồng đang rẽ sóng. Một chiếc trúng đạn B-40 rồi lật chìm, 2 chiếc kia cũng trúng đạn, bị thủng nhiều chỗ, đành phải quay trở lại. Các chiến sĩ trên chiếc xuồng bị bắn chìm, chới với giữa dòng sông. Một số được cứu thoát, nhưng vị trung sĩ tiểu đội trưởng và 2 đồng đội bị nước cuốn trôi theo dòng sông về đến tận thành phố Biên Hòa. Khi được vớt lên, họ đã trở thành người thiên cổ. Đó là những chiến sĩ anh hùng của tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 đầu tiên hy sinh trong trận tái chiếm Thái Hưng. Tôi sắp đặt chuyến vượt sông lần thứ 2,
thời điểm là lúc quá nửa đêm, lúc trăng vừa lặn. Đúng 12 giờ đêm, tôi cho lệnh dàn pháo 8 khẩu, 105 ly từ căn cứ hỏa lực bắn tới tấp lên mục tiêu và dọc theo bờ sông, nơi tôi sẽ cho quân đổ bộ. Tôi yêu cầu vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng địa phương quân cho mở những cuộc phản công giả và toàn bộ tiểu đoàn đồng loạt nổ súng. Đúng 12 giờ 30 khuya, đại đội 2 của Trung úy Võ Văn Mười bắt đầu cuộc vượt sông, lo âu và hồi hộp. Nhưng toán tiền quân của Mười đã đặt chân lên được bờ, đã lập được đầu cầu, tiểu đoàn hoàn tất cuộc vượt sông theo đúng kế hoạch. Vừa đặt chân lên bờ, tôi liền tìm gặp vị tiểu đoàn trưởng bạn để hiểu rõ hơn về địch tình. Sau đó tôi cho lệnh mở cuộc phản công ngay, đơn vị bắt đầu cuộc đánh đêm. Đánh đêm là sở trường của Việt Cộng. Lạ địa thế, đêm tối khó nhận được nhau, nhưng các đại đội trưởng giàu kinh nghiệm chiến trường đã hướng dẫn đơn vị mình đánh đuổi địch, tiến công như vũ bão. Bị đánh bất ngờ, địch phản ứng yếu ớt, phần lớn bọn chúng tung hầm tìm cách tháo chạy về hướng Bắc, nhiều ổ kháng cự bị tiêu diệt, chúng đã bỏ của chạy lấy người. Quân bạn tịch thu nhiều vũ khí, trong đó có một súng cối 61 ly và nhiều quân trang quân dụng. Đến lúc trời mờ sáng, quân bạn đã làm chủ làng 1 và một phần của làng 2. Xã có 4 làng, quân bạn cũng đã chiếm được khu nhà thờ. Tôi đặt bộ chỉ huy tiểu đoàn trong khuôn viên nhà thờ của cha xứ. Tại đây, một trái hỏa tiễn 122 ly suýt đã lấy mạng sống của tôi nếu không có bức tường nhà thờ che chở. Viên đạn nổ bên kia bức tường, tôi bên này, bức tường đổ sập, tôi đã đứng dậy trong đống đổ nát. Ngày N+1, tiểu đoàn tiến công chiếm nốt làng 2, trận chiến khá gay go, tôi đã phải sử dụng nhiều pháo binh và nhiều phi vụ ném bom để tiêu diệt những ổ súng cộng đồng. Có điều thuận lợi là từ khi giặc đến, dân làng đã tìm cách tản cư, đánh nạn qua bên kia sông. Các cha xứ cũng đến gặp tướng tư lệnh Lê Minh Đảo để yêu cầu việc sử dụng bom đạn tối đa hầu tiết kiệm xương máu của quân sĩ và mau đánh đuổi giặc ra khỏi làng. Thái Hưng lúc này là vườn không nhà trống. Hằng ngày dân làng tụ tập tại bến đò xã Đại An bên kia sông nghe ngóng tin tức. Đồng bào nấu những nồi xôi, nồi khoai lang gửi qua sông cho các chiến sĩ Cộng Hòa ngày đêm diệt giặc, đúng tinh thần quân dân như cá với nước. Ngày N+2, nhiều phóng viên chiến trường đến mặt trận, có một số là phóng viên ngoại quốc, trong đó có phóng viên của hãng OPI. Anh này trước khi từ giã đã chụp cho tôi một tấm hình để kỷ niệm, đó là tấm hình tôi ưng ý nhất và post lên dưới đây. Anh Nguyễn Cầu thuộc đài truyền hình quân đội đã theo sát tôi từ ngày đầu của trận chiến. Anh rất gan dạ, bò sát theo toán quân khi đánh chốt địch. Anh đã quay được cận cảnh cảnh quân ta và địch giằng co khẩu thượng liên 12 ly 7 tại ổ kháng cự nằm ở phía tây làng 2. Ngoài khẩu thượng liên 12 ly 7, ta đã giành được của địch, ta còn tịch thu nhiều vũ khí cá nhân, trong đó có một súng cối 61 ly và hai máy truyền tin Trung Cộng. Những thước phim sống động của anh được thêm cảnh đổ nát của 11 nhà thờ và nhà nguyện trong số 13 cái của toàn xã bị hư hại. Cảnh dân làng vui mừng trở về làng cũ, xây dựng lại cuộc sống sau trận chiến. Cuốn phim nhựa dài 23 phút có tựa đề Trở về làng cũ. Cuốn phim được trình chiếu cho Phái đoàn Liên minh Á Châu chống cộng do bác sĩ Phan Huy Quát làm chủ tịch khi đến viếng thăm tỉnh Biên Hòa vào cuối năm 1974, và tôi hân hạnh được mời tham dự buổi trình chiếu hôm đó. Cuốn phim cũng đã được chiếu lại nhiều lần trên đài truyền hình quân đội trong những ngày cuối tháng tư đen. Ngày N+3, đơn vị tôi đã hoàn toàn làm chủ trận địa, phần lớn cộng quân đang cao chạy xa bay vào rừng sâu, chúng chỉ để lại vài ổ kháng cự nhỏ. Buổi trưa hôm đó, ngay khi tiếng súng truy kích địch còn nổ giòn, Đại tá Trung đoàn trưởng Lê Xuân Hiếu đã hướng dẫn Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh Lê Minh Đảo và Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3 Phạm Quốc Thuần đến thăm trận địa, khói súng vẫn còn nghi ngút. Đến chiều, tôi đã có thể cho phép dân làng trở về làng cũ, như tựa đề của cuốn phim do anh Nguyễn Cầu thực hiện. Bảo Định Nguyễn Hữu Chế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 43, Sư đoàn 18 Bộ binh.